Mày cứ để cho tao ăn đi, tướng tao chút xíu ăn được bao nhiêu. Tướng mày gì mà kêu qua chút xíu á hả? Ừ. Mày ngậm luôn cái mỏ tao mất tiêu luôn mày thấy không mày? Cái chút xíu, bây giờ mới chịu nhả chưa? Không nhả mà không nhả. Nhịn cái chút xíu. Cổ miếng bánh mà làm miếng ớn mày. Cái gì? Mày mới nói cái gì? Có miếng bánh làm miếng ớn nè. Ừ, làm gì ghê vậy? Miếng ơi, mày có biết muốn sở hữu được miếng bánh này á, tao phải chịu nhục bao nhiêu không? Mày biết không? Nhục gì? Làm gì nhục? Tao bị người đợi kênh như vậy nè, mày thấy không? Mày để sao bị người đợi kênh nhỉ? Mà thơm dữ vậy mày. Ai kênh mày? Ông già tao với ai? Bây giờ mày kênh này tao hả? Đưa ông miếng rồi. Ở quê tao không ăn nữa. Kìa mày, có miếng bánh mà làm miếng ớn. Hồi nãy ông để cái dĩa bánh trên bàn. Tao tới à, tao chờ mà tao vô dứt miếng. Nghe ông chửi tao. Đừng mất dạy. Ăn cho mày ăn chung. Rồi sao? Thì đó, tao tự ái, tao tính hổng thèm ăn luôn. Nhưng mà bây giờ tao ăn cho bỏ ghét nè. Nè, nó chửi tao. Tao ăn cho bỏ ghét mà thấy mặt tao dễ ghét không? Không, nhìn thấy cưng lắm. Mày nói thiệt đi, cái mặt tao ghét lắm đúng không? Tao nói không có, nhìn thấy cưng lắm cho mấy người. Cái hàng quỷ này thiệt trời nữa, có miếng bánh lợm ghê. Cái này nè, mày ăn nó luôn đi, mày nhai luôn đi. Ngợi à, chó này, mày muốn ăn trên sự tủi nhục của tao hả? Đúng không? Mà mày đưa đây tao nhục thế cho. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Kiếm thằng nào hốt hàng đen này về giùm tôi đi. Tự nhiên nó ăn ốc xong muốn bắt tôi đổ vỏ. Là sao rồi Lu? Có chuyện gì? Không thấy thằng này giống tôi không? Không. Ừ, chó nó bắt tôi đổ vỏ nè. Độc Đao Hành Thiên Hạ game chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2019.